bắt đầu xả nhá. Mọi người chờ xem nhá.
Ở nhà phòng dịch có cây gác ra làm này sướng thật. Trời mát. Cắt rất là ổn nhá. Nhìn chưa? Cho mọi người ngắm thành quả lao động của tôi nhá.
tiện khá là ổn này. Chiều hôm nay đây rất là ok.